Thưa quý vị, phải xem xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, lấy sự đoàn kết giữa cán bộ, đảng viên và người dân Hòa Vang làm cơ sở để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thời gian đến. Đó là một trong những chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 18 ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra vào sáng nay. Cùng dự và chủ trì hội nghị có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Qua 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy, diện mạo nông thôn mới trên địa bàn Đà Nẵng ngày càng đổi thay và chuyển biến tích cực. Nổi bật trong đó, cùng với việc đời sống người dân được từng bước cải thiện, kinh tế nông nghiệp được tái cơ cấu hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, giá trị thương hiệu cao, mang dấu ấn đặc trưng của nông thôn Đà Nẵng, gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái như rau an toàn Túy Loan, bánh tráng Đại Cường, nấm Nhân Phước, gà đồi Hòa Nhơn, bưởi Hòa Bắc, vân vân. Kết quả này, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Thành ủy, còn nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự đồng thuận của người dân. Theo đó, giai đoạn 2012-2022, tổng nguồn lực huy động cho chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố đạt hơn 7.300 tỷ đồng. Qua quy hoạch nông thôn mới chi tiết của 11 trên 11 xã, đã đầu tư xây dựng gần 900 km đường giao thông nông thôn, kết nối với các tuyến trọng điểm như đường Vành đai phía Nam, DT605, quốc lộ 14B, sửa chữa 80 công trình thủy lợi, kiên cố hóa 79 km kênh mương, xây mới 100 nhà văn hóa thôn, mở rộng 13 chợ. Giáo dục, y tế được chú trọng đầu tư, nâng cấp, đáp ứng phục vụ nhu cầu của người dân, với 11 trạm y tế xã đạt chuẩn, 100% trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập có cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Cùng với đó, môi trường cảnh quan nông thôn từng bước được cải thiện, mạng lưới cấp nước được đảm bảo, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Thông qua các chương trình dự án phát triển sản xuất có hiệu quả, đã góp phần đưa thu nhập bình quân trên địa bàn huyện Hòa Vang đến năm 2025 đạt 56 triệu đồng một người một năm và đưa tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố giảm từ 16,52% năm 2012 xuống còn 1,91% năm 2022. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên khu vực nông thôn đạt 98%. Như vậy, đến nay, trên địa bàn huyện Hòa Vang đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 22 thôn với 131 tuyến đường đạt chuẩn kiểu mẫu, 100% đường trục thôn và 80% kiệt hẻm có điện chiếu sáng. Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và biểu dương những kết quả nỗ lực của các cấp ngành, đơn vị thành phố qua 10 năm thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy. Biểu hiện rõ nhất về sự thay đổi và chuyển biến tích cực trong diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày nay. Tuy nhiên, quá trình xây dựng nông thôn mới còn bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế, đòi hỏi sự nhìn nhận nghiêm túc và khách quan để đưa ra những giải pháp hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Trong đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý một số nội dung. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các địa phương, đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông các chủ trương, cơ chế chính sách của thành phố về việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận đầy đủ, kịp thời, hiểu rõ và cùng tham gia đầu tư, chung sức xây dựng nông thôn mới và triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua thành phố Đà Nẵng chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 nhằm cổ vũ, động viên, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Trước mắt, tập trung đa dạng hóa các nguồn vốn huy động, ưu tiên các nguồn lực từ ngân sách địa phương để đảm bảo vốn đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, trên tinh thần tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới, nâng cao xã nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, có chính sách giải pháp đột phá và ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ hoàn thiện cơ sở tầng theo hướng đô thị trên địa bàn các xã, đồng thời đảm bảo các điều kiện để huyện Hòa Vang xây dựng hoàn thành đạt chuẩn đô thị loại 4. Sắc và cảnh quan thiên nhiên. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đặc biệt lưu ý chú trọng việc kiểm tra, giám sát đến từng xã
để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, qua đó kịp thời khắc phục hạn chế, tồn tại, để nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tập trung giải quyết các điểm nghẽn trong quy hoạch tại huyện Hòa Vang, rà soát lại các quy định của Thủ tướng để cụ thể hóa thành các chương trình phù hợp với thực tiễn thành phố, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, sự đoàn kết của hệ thống chính trị huyện Hòa Vang trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới. Một trong những cái bài học mà 10 năm qua cho thấy, khi mà có chủ trương đường lối rồi thì cái việc tổ chức triển khai thực hiện và cái quyết tâm chính trị của cấp ủy, đặc biệt là cái sự đoàn kết đồng lòng trong cái lãnh đạo chỉ đạo, mà tôi nói trước hết là phải đoàn kết trong tập thể của thường trực, của ban thường vụ, trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Đây vừa là cái bài học kinh nghiệm, vừa là một cái ưu điểm mà công chí phải quán triệt và tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện cho nó tốt trong cái thời gian tới. Nếu chúng ta không có một cái sự đoàn kết đồng thuận cao ngay chính trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, trong cơ quan lãnh đạo cao nhất, thì chúng ta sẽ không bao giờ làm được. Và cái tính chủ động, cái tính sáng tạo cũng không thể đạt được. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị thời gian đến cần ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, môi trường, chú trọng an sinh xã hội, nâng cao y tế, giáo dục, chuyển đổi số, làm tốt công tác đào tạo nghề nông thôn. Đề nghị các cấp ngành và nhân dân thành phố đồng hành cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Vang trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy huyện Hòa Vang nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung ngày càng phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn. Dịp này có 15 tập thể và 10 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị số 18 ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố và tham gia đóng góp hỗ trợ nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2022.